Hôm qua, tại hội nghị các nhà tài trợ cho Ukraine diễn ra tại thủ đô Copenhagen của Đan Mạch, 26 nước tham gia hội nghị đã cam kết hỗ trợ quân sự cho Ukraine thêm hơn 1,5 tỷ euro, tức là khoảng 1,55 tỷ đô la Mỹ. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch, gói hỗ trợ mới sẽ bao gồm tiền mặt, thiết bị quân sự và hoạt động huấn luyện nhằm tăng cường năng lực của quân đội Ukraine một tiền hỗ trợ sẽ được dùng để bổ sung thêm các loại vũ khí hiện có tên lửa và đạn dược tăng cường sản xuất vũ khí cho ukraine Quấn luyện các binh sĩ của Ukraine và hỗ trợ hoạt động ra phá bom mìn. Dự kiến một hội nghị khác cũng sẽ được tổ chức trong tháng 9 tới để đánh giá lại việc sử dụng khoản hỗ trợ này và thảo luận thêm các biện pháp hỗ trợ cho Ukraine trong tương lai. Hội nghị trên diễn ra trong bối cảnh Nga đã nhiều lần phản đối các nước phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine, khẳng định việc làm này cản trở triển vọng hòa bình ở Ukraine.